Ngô Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngô Hoàng đang có mặt tại một cái vị trí ngôi nhà kết cấu một trệt một lầu nè. Nhà mình hiện tại đang có địa chỉ là 32/70/1A ha. Đường Ông Bích Khiêm ha, thuộc phường 14, quận 11 nha cô chú anh chị. Nhà có kết cấu một trệt một lầu, bên trên của nhà mình là có cái khoảng không gian ban công nè. Rồi khu vực lan can ở đây nè ha. Ở bên trên thì có cửa sổ rồi cửa chính ha. Ở dưới cái mặt tiền này thì cũng có một cửa chính và một cửa sổ ha. Thì đường trước nhà của mình là đường này rộng khoảng có chừng là gần 3m nha. Khu vực này gần 3m nè. Vị trí ngôi này mình đi thẳng lên, mình rẽ trái là hẻm thông. Nhà mình là con hẻm thông ha. Còn cái hướng này là mình sẽ đi ra hẻm 32 của đường Ông Bích Khiêm. 32 ra ngoài đó, đầu hẻm là 32/70 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình rẽ trái thì mình đi về bên mặt tiền đường Ông Bích Khiêm ha. Còn mình rẽ tay phải thì mình đi về bên hẻm 100 của đường Bình Thới nha. Ở nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Ngôi nhà của mình nó ngang 3m và chiều dài là 4m nha. Kết cấu một trệt một lầu. Nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng cô chú anh chị. Ở hiện tại ngôi nhà này chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 1.480.000.000 nha. Đó, cái hướng này là mình đi ra đây là hẻm thông nè. Hẻm này là con hẻm thông. Nó sẽ thông ra hẻm 100 của đường Bình Thới. Ở vị trí này ha, hẻm này hẻm thông. Còn cái hướng này là mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường nè. Ở đây thì đường cái là gần ngay chỗ chợ Bình Thới ha. Gần chợ Bình Thới, gần ngay chỗ vòng xoay Lê Đại Hành. Hướng ra bên Lê Đại Hành, Âu Cơ, đồ của chú anh chị. Và mình ra Lotte Mart cũng gần ha. Lotte Mart ở bên quận 11 cũng gần nha. Thì nhà mình thì cách khoảng có chừng là 3-4 căn nhà thôi cô chú anh chị, mình sẽ ra cái hẻm lớn này. Hẻm này hẻm xe hơi ha. Hẻm này hẻm xe hơi. Nói cái này hướng này là sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường của đường Ông Ích Khiêm nha. Hẻm này hẻm thông, nó sẽ thông ra bên hẻm 100 của đường Bình Thới. Này hướng ra 100 Bình Thới nè. Từ đây ra ngoài đó khoảng có chừng hơn 100m hơn nữa là mình tới cái hẻm 100 Bình Thới ha. Nhà mình thì nó nằm ở đoạn giữa giữa này. Đoạn này là đoạn giữa giữa nha. Ở đầu hẻm nè, 32/70 đường Ông Ích Khiêm, thuộc phường 14, quận 11 ha. Đó, thì khúc ngoài này á, thì nó sẽ rộng khoảng có chừng là 2m. Vô bên trong ngôi nhà của mình là rộng khoảng có chừng là 3m ha. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Nhà mình hiện tại đang thuộc số 32/71 nè, 70/1A1 ha, 1A1 Ông Ích Khiêm nè, thuộc phường 14, quận 11 nè. Tổng diện tích đất của ngôi nhà mình đó là 9.2m2. Diện tích đất của ngôi nhà mình đây ha. Còn mà diện tích xây dựng là 9.2, còn diện tích sàn là bao gồm tầng trệt và lầu 1 là 18.4 ha. Nhà mình là sàn bê tông đổ giả nha. Sàn bê tông đổ giả. Nhà mình là tường riêng hết nha cô chú anh chị. Tường nhà mình là tường riêng hết ha. Nhà nhỏ, giá trị nhỏ nha cô chú anh chị ha. Ngang 3m và chiều dài là gần 4m ha. Ngang 3, dài gần 4m. Ở bên trong ngôi nhà của mình đây, khu vực bên trong ngôi nhà của mình. Cái này thì cô chú anh chị mình về mình sơn phết lại là mình ở là được nha cô chú anh chị. Thì nhà nói chung là cũng còn tương đối ha. Mình vào mình sơn phết là mình ở ha. Cầu thang hiện tại đang là cái cầu thang gỗ nha. Ở dưới đây vẫn có cái toilet nè, bên trên thì vẫn có một cái toilet nữa. Rồi để Hoàng đi lên bên trên nè. Lên bên trên lầu 1 để review bên trên. Cái sàn này là cái sàn bê tông đổ giả nè. Sàn này là sàn bê tông đổ giả. Ở đây thì mình làm được một phòng ngủ ha. Phía trước là có khoảng không gian ban công.
Ở đây thì có cái khoảng không gian toilet nữa nè, nhà được cả hai cái toilet luôn. Ở đây là khoảng khu vực ban công của ngôi nhà mình. Ban công thì có lan can ha, hai bên thì chủ xây tường lên. Xây đường lên khoảng có chừng 1 mét hơn. Ở đây thì cho xây dựng được một trệt 3 lầu nha cô chú anh chị. Nhưng những căn nhà trước mặt của chú anh chị mình đó là xây dựng được một trệt 3 lầu. Thì cái khu vực ở đây là nhà mình là không có lộ giới ha. Không có lộ giới đường nha. Hẻm nhà mình không lộ giới đường. Và nhà hẻm mình nó hẻm thông. Từ đây mình ra đây mình rẽ trái nè, mình đi thông ra 100 đường mình thới luôn. Hoặc á là cô chú anh chị mình ra hướng ngoài kia, mình rẽ phải là mình cũng ra hẻm 100 của đường mình thới luôn ha. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Ngang 3 m, chiều dài là 4 m, kết cấu một trệt, một lầu đúc bê tông. Đúc bê tông giả nha cô chú anh chị. Tổng diện tích đất của ngôi nhà mình là 9,2 m², diện tích xây dựng là 9,2. Còn diện tích sàn của ngôi nhà mình là 18,4 m² của chú anh chị ha. Bao gồm là tính luôn cái ban công này luôn của chú anh chị. Tính luôn cái ban công này. Mức giá chủ đang gửi cho mình Nguyễn Hoàng đó là 1.480.000.000 nha. Nhà mình hiện tại đang thuộc số 32/70/1A1. Thuộc đường Ông Ích Khiêm, thuộc phường 14, quận 11. Gần ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Ông Ích Khiêm với lại Bình Thới. Ở hướng ra bên Lập Bến Thăng. Và hẻm là hẻm thông, thông từ cái con hẻm 32 của đường Ông Ích Khiêm mình thông ra con hẻm 100 của đường Bình Thới nha. Ở nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái ngôi nhà này, kết nối ngay với Nguyễn Hoàng với cái số điện thoại 0901 796379 nha cô chú anh chị. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Để cho những người mà có cái tầm giá như vậy có thể mình xem cái video này để mình biết được cái thông tin của ngôi nhà này nha cô chú anh chị. 1.480.000.000 của chú anh chị nha. Rồi, Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.